Bây giờ thì giới thiệu cho tất cả mọi người biết về những người em, những người đồng nghiệp của Nghĩa ngày hôm nay. Vicky Nhung, ca sĩ. Tia Hải Châu, ca sĩ luôn. Lê Thiện Hiếu, ca sĩ kiêm nhạc sĩ luôn. Đây, một người đa tài, đa năng. Dạ. MC, diễn viên, ca sĩ có luôn. Dạ. Rồi một cái vai trò nữa mà mới gần đây anh mới biết nghe em. Đó là một người đàn ông đúng không? À đương nhiên. Yes. Là một bờ vai vững chắc. Dạ. Cho người đó. Thì đó. Người đàn ông khác. Hả? À, cái gì vậy em? Bên đây mua ô nào? Ít nhất phải mua một ô. Anh mua đi, một ô đi. Một ô thôi. Em lựa chọn B5. B5. Ủa con ô một ô một thôi anh. Dạ. Bên kia với ta cái khối kiến mấy thức ô lận. Với cái khối kiến thức của tem em nghĩ thôi anh đừng dụ em mua nhiều đi lỗ hết cả tiền. Anh trong máy hàng đa cấp quá. Anh trong máy hàng đa cấp quá. Trời ơi. Thật ra em có thôi em không Châu biết. Châu đánh này. Một tiếng chiên đanh thép. Nào đánh đi. Rồi. Một thuyền một bến một dây. Ngọt bùi cùng hưởng đắng cay chia cùng. Em nghĩ y chang vậy luôn. Nếu như em nghĩ như vậy thì chúc mừng em. Đó là đáp án sai. Em đoán đi, đoán đi anh ơi. Cái gì đấy? Nè, bây giờ tới vì nhà mình nè, có muốn lên gõ trả lời không? Ê, từ từ. Ờ, ngọt bùi. Rồi, gõ rồi. Cái gì vậy? Mình có quyền không? Em có rồi. Em biết chơi không Hiếu? Em có rồi, anh ngang cái nói đi. Mất một thuyền. Anh. Ba ủng hộ hành động của con. Một thuyền. Một thuyền. Tan bến. Cái gì vậy? Toan á, toan. Không, anh ơi, mình phải đoán cho cẩn thận. Xin mời ô chữ. Trời ơi, bỏ chuông. Bay lên. Lấy cái chiên bánh. Hay quá. Cuối cùng thì Tia đã bánh chiên trước. Ông nội, trời ơi, lên nè. Lấy cái này nè, lấy cái dùi là gõ vô nè. Nha, quy định là phải lấy cái dùi gõ vô nha. Hai anh chị phóng lên, lấy cái tay quánh vô cái chiên của tôi. Cho đem con sao? Che lại mấy đứa, che lại. Em che hết. Để cho con từ này này. Bay luôn. Từ này này. Bay luôn là cái hài của đứng diễn vậy. Cao quá, bên kia không mua nổi đâu, bên kia giờ nghèo lắm. Mua là 4 triệu rưỡi một từ đúng không? Thôi bây giờ đồng giá 9 triệu 2 từ. Đấy. Đúng rồi, vậy đi. Khiếp trả thế tính xỉ gì luôn đấy. Một từ giá cao nhất từ trước giờ là bao nhiêu? Giá bao nhiêu anh? Một từ là giá 7 triệu. Ghê vậy? Ghê lắm. Tí em bán 70. Tí em bán 70. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20h30 thứ 3 hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.